bạn kiểm soát côn trùng kháng thuốc như thế nào? Làm sao để có thể bảo vệ cây trồng của bạn trong hiện tại và tương lai? Incibio 100DC, một giải pháp công phá tính kháng vượt trội. Công nghệ Linazolin là một phát minh về hoạt chất mới từ Syngenta, thuộc nhóm 30 theo phân loại của Ủy ban Phản ứng tính kháng ở côn trùng. Incibio 100DC được áp dụng công nghệ thành phẩm tiên tiến nhất hiện nay, dạng dung dịch cô đặc với kích thước hạt siêu mịn. Công nghệ này tối ưu sự phân bổ và độ che phủ tuyệt vời trên bề mặt lá, giúp tăng cường độ loan trải rộng khắp đến các vị trí khó tiếp cận như nách lá, kẽ hoa hay cuống trái. Thuốc sẽ công phá mạnh vào lớp vỏ chitin của côn trùng thông qua sự nhiễm thuốc bằng đường tiếp xúc, nhai gặm hoặc chích hút. Công nghệ Linazolin tác động lên hệ thần kinh. Thông thường, các cơ của côn trùng sẽ nhận những tín hiệu được gửi đến thông qua các dây thần kinh chạy dài khắp cơ thể. Một loạt các tín hiệu được truyền đi sẽ kích hoạt sự co duỗi ở cơ của côn trùng. Và lúc này, nếu như có tác động nào làm ngăn cản những tín hiệu trên, thì cơ của côn trùng sẽ được thư giãn. Tất cả các tín hiệu này cần được truyền đi qua một khớp nối của tế bào thần kinh. Việc phát và truyền dẫn các tín hiệu được thực hiện bởi GABA, một kênh truyền dẫn hóa học ở cơ thể côn trùng. Kênh GABA sẽ đính chặt lên các kênh tiếp nhận làm cho nó mở ra. Nhờ vậy mà các tín hiệu ức chế có thể được truyền qua. Một số thuốc trừ sâu khác thì khóa các kênh tiếp nhận. Nhưng ở những côn trùng đã kháng thuốc thì khả năng khóa này không thể kéo dài. Thế nhưng với công nghệ Linazolin, nó có một cơ chế tác động vô cùng tuyệt vời. Nó khóa vào một vị trí mới trên kênh tiếp nhận, vậy nên nó rất hiệu quả với những đối tượng côn trùng đã kháng thuốc. Nó giúp kiềm giữ một cách hữu hiệu tình trạng đóng chặt ở các kênh tiếp nhận, các tín hiệu ức chế không thể đi qua. Vậy nên các cơ bị co giật liên hồi không chút thư giãn. Điều đó sẽ dẫn đến co rút cơ, côn trùng bại liệt và chết đi. Incibio 100DC, một công nghệ mới, một chuẩn mực mới trong kiểm soát côn trùng. Cơ chế tác động tuyệt vời, hiệu quả trên nhiều loại côn trùng, ngay cả côn trùng đã kháng thuốc, với hiệu lực cao và kéo dài. Một công nghệ thành phẩm tối ưu cho nhiều loại cây trồng. Một bước tiến vượt bậc cho hiệu quả tối đa. Incibio 100DC, công nghệ Linazolin